bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ mãi như đồng lúa chiều dị dào. Tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng mẹ. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru mát mát êm như sao diệu dần dần. Nắng mưa xóm chiều vui cùng tiếng trẻ. Quảng thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm xóm tôi vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến. Quảng thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm xóm tôi vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến.
hiện tại em thập phương tình hình thank you.
cánh hạc lên trời, tháng ngày lặng lẽ. Mẹ không còn nữa, mẹ đã xa rồi. Nhà xưa ngõ vắng, bóng mẹ in dài. Mẹ không còn nữa, để con nhắc mẹ niệm Phật đi chùa cũng như bà nội. Mẹ không còn nữa, cho con vui sướng nụ cười hồn nhiên bao dung đấm độ. Mẹ không còn nữa, để con trở về ngồi ôm gối mẹ nghe chuyện ngày xưa. Mẹ không còn nữa, để con trở về ngồi ôm gối mẹ nghe chuyện ngày xưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phùng phai 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 tô hương hồng a cam thiên cầu về cho tháng mẫn tần đồ bát văn phật thành khai căn thế hùng hương là thành thân hồng câu siêu độ hòa trên kim đề từ nguyện mẹ văn đại nguyện văn nam nguyện văn đất nguyện mẹ văn dòng 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 nguyện mẹ văn trương thì lam hương trương thì ác ra văn ma nguyện thì phương lam nguyện thì thánh hồ văn dòng nguyện văn nguyện thì thân nguyện nguyện ngọc thì dương nguyện ngọc như quân nguyện văn phước nguyện thì phương chí nguyện văn phương nguyện thì hương nguyện nguyện ngọc cảnh phương hô thì quân này ngao thành bao thìa đông quan thề gia quyền nội ngoại đề tư chúng đăng duy nhân nghe bài đăng đại dạng thế tôn hồ thi tiệm mà đô tư thờ tam quy cảnh giới nguyện thị hành nghề phạm chấm quan
vì bề xa xôi cách trở cho nên ở ngoài đây chúng con hy vọng rửa tạo hiệp tư đường nguyện là chữ vì trong tiếng linh thiêng tổ giao hộ đi cho bề cho siêu thoát, đồng thời xin thưa về toàn thể con cái cháu chắc ngoài nhớ là hôm nay 25 là vòng ước và vòng hướng về tổ đường để mà cầu hiệp tư đường, đồng thời về về đây được an ổn rồi về mất tên bình điểm cho nên có cái sở là thường phang để mời mẹ về mọi vấn đề trong gia đình chúng em tiếng đồng đều chi hết, tức là mẹ đã về đầu đáy rồi an ổn có cái cháu chắc châu để mời ngoài chi điều bình yên, đó là một cái điều hạnh phúc. Có nhiều gia đình là bề về không được là rộn ràng lắm, nhưng bề về được là mọi vấn đề trong gia đình rất là yên yên ổn. Nam mô A Di Đà Phật lễ ở nhị mai đưa hương linh Phật tử Nguyễn Thị Hành, pháp danh Quảng Nhơn, 82 tuổi về nơi hương nghiệp cuối cùng. Toàn thể con cái cháu chắc châu trẻ người ngoài thỉnh hương linh đáng là vô tài từ đường để hiệp tổ, nhưng mà vì hoàn cảnh đặc biệt cho nên cạo nơi đây để cho cùng có cái là tình nghĩa trong gia tộc. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi quan mục đã đương đi cùng thân tu hương hồng căn thiên cầu tiêu điện chi lệ bảo đức thu âm đi siêu độ sư tiên ta có ai từ nguyện văn tai nguyện văn âm nguyện văn mắt nguyện văn mi dòng dòng nguyện văn không nghe trương thì lắng ăn trương thì ăn trong quyền thì phương lắm có ai để quyền thì thân kia để hô văn dòng đất tốt quyền văn vi nội tốt quyền thì thân quyền quyền ngọc thủy dương quyền ngọc như quân quân nguyện văn phương nguyện thì phương chi nguyện văn phương nguyện thì phương viên nguyện ngọc cảm tương ngoài con hồ thì quân quân cao thái bảo lắm cho quyền nghi đoạn cần gì hương phòng vì có hậu nguyện thì hành pháp dân quan nhân hương thọ bạc thập nhị tuế nhu nhân chứ lắng mê cựu vì nguyện thưa thứ thiền lời liều sắc tử như sốt pháp đô được thử cách văn chẳng niệm văn chứ lắng mê cựu phật tổ chỉ niệm giàu niệm niệm ấm dưỡng sự già tiệm văn thâu chấp phê thử quý mạng niên thì nguyện vì thật ngủ nhập thơi niệm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
theo tục lệ của người Việt Nam, nhất là người Huế là có cáo cứu đường. Nhưng mà vì cha tôi cách trở cho nên thầy đưa qua bên nhà chỗ Nguyễn Minh Phẩm Pháp Danh Quảng Thiền, đồng thời tứ tiên lên liên tổ để trình diện là về là mất rồi, về mất tại trình diện. À, thì thường phán phục về, gọi vấn về với gia đình trong yên ổn, con cái chúng nghe chào đại chí cả, còn toàn thể là bình yên, không ai đau ổn chí cả, đó là một cái điều hạnh phúc, đó là một cái điều thiền nghiệp của gia đình. Quang thể gia quyến nam được nội ngoại cung tâm dài thọ. Sao cái chứng thần mà như vậy nè, không đi bỏ lên đây, bỏ đôi lên bỏ Nam Mô A Di Đà Phật, sư ông cho linh. Thank you.
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bích giang thang long hàm nam chức huyền hoặc tài cung hương long bốn khả tán tạc ưng ba hoặc tư bồ tát liền đi đầu trái với cam lộ nhất đích tài kiếm thập phương cú tình tư thời minh nhật a di quang phật từ huyền kỳ hành pháp chánh quang 82 tuổi gia quyến phát bồ đề tâm cũng âm linh cô hồn đồng thời phóng sắc thục màng cầu chư hương linh siêu thoát cầu toàn thể con cái nội ngoài cháu chắc được bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Sau này là người Nam mô A Di Đà Phật. Kinh phụng kim ngân tiền dị trường băng hòa hòa bài
địa hàng pháp danh Quảng Nhơn, xin toàn thể bà con thỉnh hương lên ra để khi ra bảo mấy đứa đi dùng quang chạy nhạc mắt
chứ mà chết nó cũng buông à, ai mà cũng buông, ai cũng buông hết, cha chết nó cũng buông à, đang bóng buông, mẹ chết nó cũng buông, khi thế đây ôm nhau ngủ với nhau, mọi chuyện nhỏ nhỏ to to chứ chết chết thôi. Kể từ đây những được nhà nào có thấy mẹ nửa bóng bóng buông, cho nên buông, ai biết đi khổ. Đó, thương nhau mà biệt ý là khổ vô hoàng, không phải là khổ một đúng không? Nhưng mà quán tăng hồ khổ, tức nhau mà ở gần nhau khổ, cho nên gọi là quán tăng hồ khổ. Ghét nhau mà có cơ quan mà ghét nhau, sống trầm trong con đồng, gây mình mãi mà mình diễn ra mà làm gì? Chắc không ưa chủ quen gần như chín thì răm răm ưa. Chứ răm 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 ưa không phải lắm. Phải nghiêng răng, được mang chạy mà. Nghiêng răng là ở trên như quảng tăng mỗi người khổ. Nhưng mà tất cả cái gì thì khổ, không khổ bằng cái cầu mà đang khổ. Cầu mà không được là rất rất khổ. Cầu tôi bình yên, không bình yên. Cầu có nhà, có cửa, không có nhà, có cửa. Cầu được mơ vừa ngủ, cầu được, cầu không được, cầu cho giàu, không giàu như được. Cho nên ai sanh ra giữa trần gian này, mà xin thưa người mẹ là có ai mà cũng cứ giàu. Nhưng mà khó lắm, vì cuộc đời này nhân duyên mà. Có ai mà cũng cứ đẹp, nhất duyên mà. Có ai mà cũng cứ hạnh phúc, nhưng mà nhất duyên mà cuộc chuyện đời giữa đi. Có người ngồi cũng mê chết mà bạn cũng được. Có một người một cái nhân quả chắc không ai. Ai giải hết ai hết. Nhưng mà không ai ít ai hết. Mỗi người có một cách sống và cái cách đó. Mê là thầy đặt cho cái pháp nhân quả. Nhớ của nhân định nhân thứ hai là nhất nghĩa. Bây giờ trần giam nhân có cái quả mà phải chi của cái nhân nghĩa. Nhân nghĩa để nhấn như vậy sống được cha con mà sống mà quay trời như ngọn rồng hạ không quay ai ra chi việc trời việc đất việc phật việc thánh chứ cả thì cuộc đời này nó rất là thà thương cuộc đời này còn việc nhấn nhấn gì còn việc phai phai trí niệm nam mô a di đà phật thưa mẹ đức thích ca mâu ni giáo chủ những ngài là thái tử thái tử tất tất là cũng người cũng trâu cũng bò là thái sanh nhưng mà họ sanh là như cũng bướm như cũng tùng chuông là mấy con còn họ sanh thấp sanh là như cũng bụi như cũng quăng nọn sanh là như gà cho nên cung đá là sanh hết nhưng mà nổ sắn là đẻ đến gà ra con gà không bằng con người được nó chắc chắn con gà không bằng con người được hóa sắn thì cũng muộn cũng làm không bằng con người được những người có trí thức mà thấp sắn hay là bất cứ cái gì đi nhờ thành cũng khô con người cho nên đức phật phải trên trời dưới đất là chỉ có con người là trên những người có những cha có cha có mẹ có anh có em có bạn có bè có quê hương xứ sở có xóm có làng có bà con vùng ngoài có học thức có biết những nghề nghề khác có vợ có chồng có con có cả đàng hoàng thì không phải là giống như ông chồng ông béo sống lang thang lạc lạc chàng băng băng quá con người đó cho nên mình là con người là nhất mà con người trong người là có phật tánh cho nên từ ý tâm thì xả tâm có đại từ đại bi đại nhị đại xả bản thân con người là có đầy đủ năng lực để thành phật thầy thì mong về cố gắng niềm đam mê của phật để quá một thế giới mới thế giới đẹp hơn thế giới mô được hay nhưng mà cái thế giới đó ít đấu tranh ít tiền tật ít đau khổ mà thế giới đó chỉ có thế giới cực lạc thế giới của đức phật a di đà vì ngài còn vừa rồi ai về thế giới tôi là không đau không khổ đừng đúng tật thì phật mà đã nói là chắc chắn thì còn nói gì cách đây 3000 năm đức thích ca mâu ni nói sách sách phật ngài nói cái chi ra bây giờ chỉ đúng hết chứ có cái chi thì mà đức phật nói đám là sai đó
trị tạo pháp quyền, ngài mà đại thiên thế giới, tám thiên đại thiên thế giới, thì lúc xưa mà ông ngoại nói chắc là cười làm là năm chỉ còn thế giới mới đông nữa, nhưng mà bây giờ tám thiên đại thiên thế giới đó, đến bây giờ rồi lên thời quân một trắng đó rồi, lên thời quân một trời rồi, cảm nhận cùng cùng với đức Phật Phật ca nói trong được gọi vô lượng vô trung Phật toàn nhất bạc thì bạc toàn từ thiên trung thôi, chứ bây giờ thầy chúng được có vi trung cho các cây ba ba năm có chứ mà thầy thấy vi trung cho nên thực ra là rõ ràng như vậy, để cho nên đức Phật là người thiên bạc hơn thầy đây này, mà hứa về ai cả chỉ là chắc trong tâm chứ không còn nói thêm thì vật vật luôn được tới chê cố gắng làm được là nói cũng được và làm được là nói được làm và không bỏ bất cứ thứ gì, mà đó là tôi mới thấy tú thôi, thấy tú mà thấy tú đang tham phú, không phải là thấy tú mà ngó quan đâu, nhưng mà tôi đã vừa cái ai thì chắc những đứa đứng đồng cột mà chắc chứ không còn ngoài núi người tới thì mùa bằng rau đậu mập kề, giao kề nghèo nghèo kề, hơi giao đến cực mà đạo tâm chánh là khó khăn một ngày, một chắc người ở cứ chùa đồng cột chắc nhưng mà cố gắng hết sức mà làm giống bọn con cũng đó thì thấy như vậy, cho nên để cố gắng để nam bộ anh là phật đi để mà về thể diện cực lạc bình thường ở vị trí nhà mình thờ phật, cho nên thầy xin khuyên để cố gắng ăn chay niệm phật đi chùa đi để mà phát cái bồ đề tâm bồ đề hạnh rồi niệm niệm và làm phật sự để lớn lên cho vợ chồng an vui, cầu cho bản thân mình yên đau khổ ốm, cầu cho cái tâm yên để cho vượt lo vượt thắng, cầu cho gia đạo yên để cho con cái học hành tiến bộ, cầu cho xã hội và con người mà yên, đó là bốn điều mà căn bản của người con Phật đi theo Phật ăn chay niệm Phật quy y Phật, quy y thì còn là Phật chánh quán nhớ, quán là rộng lớn nhớ là nhớ niệm nhớ niệm một cách rộng lớn. Xin thưa Phật lên có đôi lời cảm tạ nam mô A Di Đà Phật. Đạo sư A Di Đà Phật. Gia đình ta mong hiểu nguyện Phật Phật tử chúng con kính bạch hòa thượng Đạo Liễu Thích Thanh Toàn trụ trì chùa Tịnh Giá. Kính thưa quý chư tôn hiền đức đại đức đến từ chùa Tịnh Giá thuộc phường Xuân Phú thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế. Kính thưa ngài quan chấp lệnh, kính thưa bộ tộc họ Nội, kính thưa bộ tộc họ Ngoại, kính thưa bà con láng giềng xa gần, quý gia đình tham gia, bạn bè thân hữu, quý cơ quan đoàn thể, kính thưa toàn thể quý vị có mặt chiều hôm nay, cho phép chúng con bỏ đôi lời cảm niệm về mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, trong bóng mọi người thương tính qua di ảnh mà trên án tiền mà mẹ vẫn an nhiên tình tài với màu trắng hoa hồng hoa lan và phất khỏi quyền trầm sâu. Giờ đây kẻ dương trần người ấm cặp thắp ba nẻ nhang, các gia đình chúng con cùng các cháu phụ phục trước đến cùng, chúng con kính giấc lòng thương nhớ ân sinh thần trời cao có sẵn, công việc nhiều bị rộng khôn lường, tình yêu thương của mẹ lớn lao vừa trời sống thần với biển cả, trời có khí độ cơn nhau như thịt nổ bể còn có lúc đầy lúc vơi, nhưng tình thương của mẹ lúc nào cũng tràn trề ếp ạ và sức mạnh vô biên vô tận để cho con chúng con sự sống và dàn phúc cho toàn thể gia đình. Kính thưa quý vị, gia đình chúng con và các cháu đang đồng ấm hạnh phúc, nào ngờ đâu ngày 19 tháng 2 năm Quý Mão đúng 1:40 cơn vô thường từ lâu ập đến cướp đi mẹ rồi,
để lại anh em chúng con cùng các cháu còn hiu. Sự sống vắng nói sao cho hết nỗi niềm tiếc thương. Bà con ngồi ngoài bác chủ có gì, anh chị xóm làng điều xót thương đành gạt lệ phân tu. Kính lại mẹ, chúng con đây là thần nhân. Các cháu sau điều được học hành biết điều lễ nghĩa, phúc phép ấy biết đâu mà có. Riêng mẹ biết nhất biết điều, vinh dự kia nhờ đó mà nên. Công đức rộng bằng trời bằng bề, sự sinh thành nghiệp trọng biết bao nhiêu. Con dạy dỗ tình thâm bao xiết kể, chúng con quên lời mẹ dạy. Làm lành tránh ác và yêu thương đồng bào bằng nhau trong mọi lúc mọi nơi. Xin mẹ ở suối vàng yên nghỉ, kính bạch hòa thượng đào thích thánh toàn cùng quý chư tôn thiện đức. Chỉ còn đêm nay nữa thôi là chúng con mình biệt không thấy mẹ rồi. Sự mất mạng to lớn này không lấy gì đâu lường được, nhưng bên cạnh đó có niềm ác cùng vô tận mà họ thường đã dành cho gia đình chúng con trong sự uy nghiêm cùng rực rỡ màu huỳnh y dược nhường giải thoát của quỷ tôn đất. Bên đẳng hướng trọng quyền tòa đó từ bi rải khắp tư gia, quý thầy có ngài đường xã xa xôi quan lâm cùng gia đình nhất cũ nhất kề để cầu nguyện thiết linh cho mẹ của bọn chúng con được siêu sao trình độ. Chúng con không biết gì liền đạt tâm ơn cao dày ấy, chỉ biết cầu nguyện học âm năm tam bảo gia hộ cho quý thầy pháp thể khinh an chúng sanh dị độ, luôn luôn là mừng cổ phật pháp. Chúng con một khúc quên cảm ơn họ đồng tộc bà con ngồi ngoài, cảm ơn họ xóm xa gần anh em bạn bè cùng một quỹ cơ quan đoàn thể, quỹ gia đình thông gia và ban âm công đã đến phụng thiện chia buồn giúp đỡ gia đình chúng con trong 7 ngày qua và đưa tiền mẹ chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tan ra buổi rối có điều gì sai sót xin niềm tình lượng thứ. Trượt Nam Nguyễn Văn Trai cùng toàn thể tác quyến đồng bãi tà Nam Mô Thường Hoa Kỳ Tổ Tát Ma Ha Tát. Toàn thể gia quyến hoàng chỉ công điện
phòng vi có màu nguyện thì hàng ngày tháp nhân toàn nhân hương hò bác thập nhị quê nhu nhân cựu ba lý sâu bất hạnh tám gió thì kiềm đường thuyền hoa trước những pháp sư phật nhất không cần thống tiên cao Thủy Dương nguyện ngầm như quân nguyện.
quyền gặp cả cương ngoài tông hồ thì quân nga hồ thái bảo đông quan thì gia quyền địa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lần nữa nè, trung tâm ở đây mà làm nè. Ai dặn đấy? Các cầu đem tay mà đánh chè đấy chứ. Ai đem tay đem để trắng mắt người ta cầm được con tay của người được đấy chứ. Lên tôi về cho ăn nè. Để nó dập đi đâu ơi. Thôi. Để không đâu. Rồi đây. Đâm rồi. Trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời. Quyện xương hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời. Quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chở bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bên. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong.
con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Thank you.
trầm trước mộ nguyện xin. Mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài nhớ thương buồn đời, ôi nhớ thương hoài. Nhớ thương buồn ôi mẹ của con. Tình mẹ mà
là con. À, khi con mà còn thơ ấu đó là ấu là con. Chứ mẹ lo ăn chứ lo học là ấu là con. À, ơi mẹ mà thiệt nghe con đó là ấu là con. Chứ mẹ nghe con mà đau xuống đau đó là ấu là con. Chứ mẹ bàng hoàng mà niềm lên là ấu là con. À, ơi mẹ mà nghe con đó là ấu là con. Chứ mẹ nghe con mà được ăn chơi đó là ấu là con. Chứ mẹ được sự cho thầm mừng thầm là ấu là con. À, ơi lên mà lượn khốn lên đó là ấu là con. Chứ mẹ dạy đủ chứ mọi điều là ấu là con. À, ơi từ mà việc nãy chứ là ấu là con. Chứ con mà đã chứ trưởng thành là ấu là con. Trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi.
mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi người.